Xin chào các bạn, chủ đề hôm nay là phẫu thuật thẩm mỹ có khiến chúng ta tự tin hơn. Có một sự thật đó là phẫu thuật thẩm mỹ sẽ làm thay đổi vẻ bề ngoài của bạn, có thể là theo chiều hướng tốt hơn, cũng có thể là theo chiều hướng xấu đi. Thế nhưng phẫu thuật thẩm mỹ sẽ không thể khiến bạn tự tin hơn nếu như bạn hoàn toàn không thực sự tự tin vào bản thân mình. Câu chuyện là mình đã từng động đến dao kéo khoảng hơn một năm về trước. Thì mình có nâng mũi, nhấn mí và tiêm mỡ tự thân. Lý do lúc đó mình đưa ra có lẽ cũng như bao người khác thôi, đó chính là mình cảm thấy không hài lòng với khuôn mặt hiện tại của mình và mình muốn đẹp hơn, muốn được hoàn mỹ hơn. Kết quả là gì? Thời gian đầu khi mà vừa phẫu thuật xong thì mình cảm thấy khá là vui vẻ, hạnh phúc và hài lòng. Thế rồi dần dần sau đó thì mình lại cảm thấy có cái gì đó sai sai, có cái gì đó không đúng, không ổn. Mình cần phải sửa lại chỗ này, mình cần phải sửa lại chỗ kia. Thế rồi mình bắt đầu công việc làm thêm của mình, đó chính là hướng dẫn và chăm sóc những ai có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ ở Hàn Quốc. Lúc đó thì nói chung là có những ca phẫu thuật thẩm mỹ mình không thể hiểu nổi tại sao họ còn muốn phẫu thuật nữa khi mà họ đã đủ đẹp rồi. Có những ca lại là không còn thiếu chỗ nào để mà bổ xẻ nữa. Có những ca thì phẫu thuật đi phẫu thuật lại có khi phải đến cả chục lần ấy, mà cảm thấy rất là sợ. Và đó chính là cái lúc mà mình nhận ra là mình đã từng giống họ và mình đang trở nên giống họ. Luôn không hài lòng với vẻ bề ngoài của bản thân, luôn nghĩ là bản thân cần một cái gì đó để hoàn thiện hơn, trong khi cái mình thực sự cần không phải là vẻ bề ngoài. Ở đây mình hoàn toàn không lên án việc phẫu thuật thẩm mỹ nha, mình vẫn hoàn toàn ủng hộ. Mình chỉ đang nhắc tới một khía cạnh khác của vấn đề. Trước khi bạn quyết định phẫu thuật thẩm mỹ, hãy chắc chắn rằng bạn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cả hai kết quả. Mình có một người bạn, bạn ấy khá thành công trong sự nghiệp cũng như trong cuộc sống. Bạn ấy đang điều hành một công ty về giáo dục và bạn ấy đã từng diễn thuyết ở trên TED Talk. Bạn ấy có kể cho mình câu chuyện rằng trước kia bạn ấy đã từng rất mập mạp, nặng nề, sống trong mặc cảm, tự ti, không có một cô gái nào để ý tới bạn ấy cả. Thế rồi sau những nỗ lực ăn kiêng, giảm cân, luyện tập không ngừng nghỉ, bạn ấy đã có được cơ thể săn chắc như bạn ấy mong muốn. Nhưng kể cả như thế thì sâu trong tiềm thức của bạn ấy luôn có sự tự ti rằng sẽ không có một cô gái nào thích bạn ấy cả. Bạn ấy nhận ra vấn đề không phải nằm ở vẻ bề ngoài mà là ở chính trong suy nghĩ của bạn ấy. Vậy nên bạn ấy vẫn duy trì việc tập luyện như là một thói quen tốt cho sức khỏe thôi. Mặt khác thì bạn ấy tập trung vào tập luyện cả mặt tinh thần của bạn ấy nữa. Và bạn ấy có nói với mình một câu như thế này: chỉ đến khi từ sâu trong bản thân mình cảm thấy thực sự tự tin thì đó mới là sự tự tin. Rồi thời gian qua thì mình có theo dõi một số kênh YouTube để học tiếng Anh. Đa số các kênh là nữ. Họ có thể không xinh đẹp như những minh tinh màn bạc, hoặc thậm chí trong con mắt của một số người họ còn không hề xinh đẹp. Thế nhưng ở họ toát ra một sức hút mãnh liệt đến từ sự nhiệt huyết với công việc mà họ đang làm, rồi niềm đam mê với cuộc sống của họ. Họ tràn đầy tự tin và họ biết cách yêu bản thân họ. Và điều đó đã cuốn mình vào, khiến mình cảm thấy xấu hổ vì thời gian qua mình đã luôn đổ lỗi cho cái này, đổ lỗi cho cái kia vì những gì mình không đạt được. Thực sự là thời gian qua đã có lúc mình cảm thấy không hài lòng với vẻ ngoài của mình. Mình muốn sửa lại hết, lại sửa lại hết. Thế nhưng bây giờ mình không còn cảm thấy nữa như thế nữa, bởi vì mình biết là cho dù mình có sửa lại đi chăng nữa thì mình cũng sẽ không hài lòng với kết quả nếu như bản thân mình thực sự không hài lòng với bản thân mình và với những gì mà mình đang có. Hiện nay có rất nhiều thứ giúp chúng ta đẹp hơn như mỹ phẩm, quần áo, trang sức. Nhưng đó chỉ là những công cụ hỗ trợ thêm phần nào sự tự tin của bạn mà thôi. Hãy luôn nhớ rằng xinh đẹp là một lựa chọn, còn sự tự tin tỏa ra từ bên trong con người bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video tới cuối cùng. Mình là Victoria, còn đây là Vicky TV. Bye bye!